Chào mừng anh chị quay lại video clip tiếp theo của Khải. Video clip hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay lại về một cái dòng MPV cỡ nhỏ đang hot trong ngay cái thời điểm bây giờ. Thì kế bên cái đây là phiên bản Veloz cao cấp nhất. Đây là cũng là phiên bản mà hiện tại bây giờ cũng đang rất là nhiều khách hàng quan tâm hay là lựa chọn sản phẩm này để cho phục vụ cho cái nhu cầu gia đình hay là kinh doanh của mình. Và kế bên cái đây là phiên bản màu bạc luôn nha. Thì Toyota Veloz thì chúng ta sẽ có hai phiên bản là bản tiêu chuẩn và bản cao cấp. Thì ngày hôm nay Khải sẽ quay lại về giới thiệu cho anh chị về phiên bản ngoại hình màu bạc này và điểm lại một số tính năng nổi bật đáng giá của Toyota Veloz trong phân khúc, để anh chị nào đang quan tâm về dòng xe này thì có thể lựa chọn. Và sau đó Khải sẽ cập nhật về mức giá lăn bánh cũng như chương trình vay trả góp trong tháng 9 này cho anh chị xem qua nha. Và bây giờ Khải mời anh chị xem tiếp video ạ. Về phần đầu xe của Toyota Veloz, như anh chị có thể thấy, điểm lần này mà đáng giá nhất trên phiên bản cao cấp nhất chính là chúng ta sẽ có một cái phần camera stereo ở đây để sử dụng trong cái hệ thống Toyota Safety Sense. Chúng ta sẽ có hệ thống cảnh báo tiền va chạm, hệ thống giữ làn đường cùng với hệ thống đèn pha tự động. Và hai cái tính năng mà ở gần như trong phân khúc này rất ít có xe nào được trang bị chính là hệ thống cảnh báo phương tiện phía trước di chuyển cùng với hệ thống kiểm soát vận hành chân ga, hay còn gọi là đạp nhầm chân ga đó anh chị. Thì đây là một trong những cái tính năng đáng giá nhất mà Khải thấy trên Toyota Veloz ở trong phân khúc, mà được rất là nhiều anh chị lựa chọn phiên bản top này luôn ạ. Và trong ngay cái thời điểm này thì hiện tại bên Khải cũng đang có rất là nhiều suất cũng như rất là nhiều màu sắc để anh chị có thể lựa chọn và mua xe trong tháng 9. Có thể giao ngay được phiên bản cao cấp nhất, phiên bản Veloz bản top luôn ạ. Anh chị nào đang quan tâm về xe Toyota Veloz bản cao cấp nhất, hãy gọi theo số hotline quen thuộc của Khải nha, 0906 648 952. Và cam kết với anh chị là sẽ không bắt anh chị phải mua thêm cái bất kỳ một cái phụ kiện hay gì hết. Thì Toyota Hùng Vương sẽ không có chính sách đó nha anh chị, nên anh chị có thể hoàn toàn yên tâm khi mua xe tại Toyota Hùng Vương. Và quay lại về cái phần ngoại hình, phần đầu xe, thì anh chị sẽ có một cái phần đầu xe rất là đẹp mắt, được trang bị cái khu vực này là khu vực đèn LED toàn bộ ha. Thì Khải cũng đã có làm một cái video clip giới thiệu về cái Toyota Veloz bản cao cấp rồi. Thì bây giờ anh chị có thể nhìn thấy đây là cái phần lưới tản nhiệt theo cái dạng là Khải thấy nó giống như cái dạng tổ ong, thì nó cũng rất là đẹp mắt, được điểm xuyết bằng những cái đường chi tiết mạ rơm rất là đẹp ngay phần đầu xe. Bây giờ Khải mời anh chị qua phần thân xe, chúng ta sẽ cùng nhau xem qua những cái tính năng ở phần thân cũng như là cái phần nổi bật ở ngay phần thân nha. Bây giờ Khải mời anh chị tiến sát qua đây ạ. Về cái phần thân xe thì những điểm nổi bật như anh chị có thể thấy đây là những cái khu vực mà bên Khải đang trưng bày những cái tính năng quan trọng sẽ được điểm nhấn bằng những cái thông tin ở đây. Như anh chị thấy, chúng ta sẽ có một cái phần camera 360 xung quanh xe ngay dưới cái phần gương chiếu hậu phía bên ngoài. Và trên gương anh chị cũng sẽ có chức năng là cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, và chúng ta sẽ có hệ thống tự động gập gương khi lóc cửa. Đây là một trong những cái mà Khải thấy cũng khá là tiện ích và tiện nghi trên Toyota Veloz. Thì gần như bây giờ đa số các dòng xe mới của Toyota sẽ được trang bị những cái tính năng mà Khải thấy rất là phù hợp trong ngay cái thời điểm mà gần như mọi xe đều được trang bị những cái tính năng và công nghệ. Và điểm nổi bật tiếp theo là anh chị có thể thấy đây là khu vực mâm với kích thước là 17 inch, rất là đẹp mắt ha. Mâm này rất là lớn và chúng ta sẽ có một cái phần dạng phay xước. Đây là cũng là một điểm tiếp theo mà Khải thấy là cũng khá là đẹp mắt cho Toyota Veloz nha. Và điểm tiếp theo Khải cũng muốn chia sẻ với anh chị đó, chúng ta sẽ có một cái phần thẳng đĩa nha. Đây là cũng là một điểm mà trong phân khúc này rất là ít xe được trang bị 4 thắng đĩa trên phiên bản MPV mà ở phân khúc này. Và đây cũng là một cái mà tính năng hay cũng cái phần trang bị mà Khải thấy là cũng được rất là nhiều anh chị quan tâm. Thì bây giờ Khải sẽ cùng nhau mời anh chị vào trong cái phần nội thất của xe Toyota Veloz để xem qua, và sau đó chúng ta sẽ đến với phần giá. Vì về chi tiết của video về Toyota Veloz Khải đã có làm rồi. Anh chị nào muốn xem qua chi tiết hơn về những tính năng như là gập ghế, phần cốp sau hay là những cái tính năng khác thì có thể xem nó ngay dưới phần mô tả. Bây giờ Khải mời anh chị tiến vào phần nội thất nha. Và bây giờ tiến với phần tiếp theo về phần nội thất. Điểm mạnh và điểm nổi bật mà Khải muốn nhấn mạnh một lần nữa chính là hệ thống Toyota Safety Sense trên Toyota Veloz, mà gần như ở phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ này thì hiện tại chưa có dòng xe nào được trang bị. Và những cái tính năng này Khải tin rằng đó là một cái lợi thế rất là lớn cho anh chị nào mà quan tâm về phục vụ về cho việc gia đình hay là kinh doanh, thì nó vẫn rất là phù hợp trong thời đại mà gần như xe nào cũng sẽ lựa chọn những cái công nghệ, những cái trang bị trên cái xe của mình. Đây là cái khu vực camera stereo để sử dụng trong cái hệ thống Toyota Safety Sense. Thì hồi nãy Khải có chia sẻ với anh chị, chúng ta sẽ có một cái phần màn hình thông tin 7 inch có thể thay đổi được giao diện ha. Chúng ta sẽ có một cái phần màn hình giải trí 9 inch và kết nối được Apple CarPlay, Android Auto vân vân và vân vân. Và chúng ta cũng sẽ có camera 360 để thể hiện trên ngay cái phần màn hình này. Rồi, và bây giờ anh chị có thể thấy đây là khu vực mà chúng ta sẽ có phần sạc không dây, chúng ta sẽ có phanh tay điện tử. Thì gần như ở phân khúc này hiện tại bây giờ thì đa số các đối thủ cùng phân khúc cũng đã được nâng cấp về phanh tay điện tử rồi. Thì cái này Khải thấy là nó cũng là theo xu thế và hợp thời thôi ạ. Và đây là một trong những cái tính năng mà Khải thấy là Toyota Veloz sẽ là một trong những lựa chọn đáng giá cho anh chị trong phân khúc MPV cỡ nhỏ mà phục vụ cho việc nhu cầu về gia đình và kinh doanh. Thì Toyota Veloz cũng sẽ là một cái dòng xe mà Khải nghĩ rằng đang được rất là nhiều khách hàng và anh chị quan tâm. Thì có thể là một số dòng xe của chúng ta nó sẽ có những tính năng này, và một số dòng xe khác nó sẽ có lợi thế và ưu điểm khác. Nhưng Khải tin rằng Toyota với những cái điểm mạnh về động cơ bền bỉ, về đại lý và những tính năng hiện tại bây giờ Khải thấy đang cũng rất là tốt trong phân khúc. Và Toyota Veloz Khải tin rằng đây là một lựa chọn đáng giá trong phân khúc MPV cỡ nhỏ 7 chỗ cho anh chị nào đang quan tâm nha. Anh chị nào đang quan tâm về Toyota Veloz hãy nhớ gọi theo số hotline quen thuộc của Khải 0906 648 952. Bây giờ Khải sẽ đến với phần về cập nhật mức giá lăn bánh và chương trình vay của ngân hàng Toyota cho anh chị xem nha. Bây giờ Khải mời anh chị xem tiếp video ạ. Và tiếp theo video Khải sẽ đến với phần về mức giá lăn bánh. Thì video clip hôm nay Khải sẽ cập nhật về mức giá lăn bánh tại khu vực tỉnh và Hồ Chí Minh, cộng tất cả các khoản lệ phí để anh chị có thể xem biết trước được là khu vực của mình nó sẽ dự tính mức giá lăn bánh là bao nhiêu. Với phiên bản tiêu chuẩn mình lăn bánh ở khu vực tỉnh sẽ là 727 triệu, khu vực Hồ Chí Minh sẽ là 746 triệu, còn phiên bản cao cấp nhất mình lăn bánh ở khu vực tỉnh sẽ là 771 triệu, khu vực Hồ Chí Minh sẽ là 790 triệu. Và bây giờ đến với phần về chương trình vay của ngân hàng Toyota với mức lãi suất là 0,63%. Như anh chị cũng đã biết, thời điểm này gần như tất cả các ngân hàng về room tín dụng cho vay gần như đang hết. Thì chính vì vậy ngân hàng Toyota sẽ là một lợi thế rất là lớn về việc anh chị sẽ không cần phải bỏ thêm các khoản như là mua bảo hiểm nhân thọ. Thì Khải thấy rằng đây là một lợi thế rất lớn nếu anh chị mua xe vay ngay tại thời điểm này. Thì với chương trình của ngân hàng Toyota, anh chị phải cung cấp về hợp đồng lao động sau kê lương và những cái giấy tờ về kinh doanh hàng ngày của mình, như là anh chị có cho thuê nhà, cho thuê xe hoặc là hộ kinh doanh cá thể thì mình phải cung cấp cái đó giúp giùm Khải nha. Và đến với chương trình vay thì với bản tiêu chuẩn mình đưa trước ở khu vực tỉnh sẽ là 213 triệu, khu vực Hồ Chí Minh sẽ là 232 triệu và mình thanh toán tháng đầu sẽ là 9,5 triệu. Còn với phiên bản cao cấp nhất mình đưa trước ở khu vực tỉnh sẽ là 225 triệu, khu vực Hồ Chí Minh sẽ là 244 triệu và mình thanh toán tháng đầu là 10,1 triệu. Đây là mức giá Khải cũng đã có tính luôn cái phần về bảo hiểm thân xe trong đó. Như vậy anh chị sẽ có một cái mức giá tạm tính đưa trước ở tùy khu vực, nó sẽ được tính và biết trước được như thế nào. Và cụ thể về chương trình vay hay là chương trình lăn bánh của Toyota Veloz tại Toyota Hùng Vương, anh chị hãy gọi theo số hotline quen thuộc của Khải nha, 0906 648 952. Cảm ơn anh chị đã xem qua video clip ngày hôm nay. Video clip ngày hôm nay Khải làm để chia sẻ và cập nhật lại mức giá trong tháng 9 cho anh chị nào đang quan tâm ngay tại thời điểm này. Và Khải cũng xin nhấn mạnh là Toyota Veloz sẽ không có chương trình bắt anh chị phải lắp thêm các gói phụ kiện hay gì. Tại Toyota Hùng Vương sẽ không có chương trình đó nha. Cảm ơn anh chị và hãy nhớ nhấn like, nhấn comment và ủng hộ Khải trong những video clip sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.